Hồng Vân Ngọc Huyền cùng dàn sao xót xa khi hay tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang qua đời. Sau khi ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh ra đi, làng giải trí Việt lại thêm một mất mát to lớn là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang. Ông qua đời tại Mỹ ở tuổi 82. Ông ra đi sau một cơn đau tim nặng. Nam nghệ sĩ là thế hệ cây đa cây đề lừng lẫy của Cải Lương, chuyên đảm nhận vai kép độc với lối ca diễn khó ai bì trên mạng xã hội các nghệ sĩ đã không giấu sự xót xa khi một tài năng nữa không còn nghệ sĩ nhân dân hồng văn viết vĩnh biệt chú diệp lang con cảm ơn chú đã đồng hành cùng sân khấu kịch phú nhuận từ những ngày đầu thành lập tiếp theo đó chú lại giao em diệp tiên cục vàng của cô chú đồng hành cùng con phú nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và em tiên ơn này con mang theo chú suốt đời Hoa hậu Diễm Hương bày tỏ, thêm một ngôi sao sáng của cải lương Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang về với trời, chắc hẳn sẽ không chỉ riêng tôi hay các anh chị em nghệ sĩ đau lòng, mà còn là bà, là ông, là ba, là mẹ, gì cô chú của chúng ta sẽ đau xót. Nhưng dẫu sao, khi nghe tin ông ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình, hưởng thọ 82 tuổi, thì cũng là một điều an ủi với tất cả chúng ta. Một ngày buồn, bữa dài không vui về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, thì nay quả là một sự đà kích cho riêng tôi tiễn một người anh thân thương là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi. Hữu Quốc đau xót khi tiếp tục tiễn biệt Diệp Lang. Chú hai ơi, ai cũng nói rằng con sẽ nối bước theo chú. Ai cũng bảo rằng thằng Hữu Quốc sau này sẽ đi theo con đường của ông Diệp Lang. Con đã và đang phấn đấu từng ngày để được một phần nhỏ ở chú về cách ca diễn giản dựng. Chú và các bậc tiền bối đã vạch ra một con đường vô cùng lý tưởng cho con và những bạn khác đi theo khi mình không diễn được ở vai kép đẹp mà vẫn được khán giả thương yêu. Con lặng người khi đọc những tin nhắn lúc dạng sáng hôm nay về sự ra đi của chú. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là lẽ thường của nhân thế, nhưng sao con lại ngẩn người thương tiếc. Con cũng là lứa nghệ sĩ trẻ, may mắn được diễn cùng chú trong những vở cải lương và bên sân khấu kịch của chị Hồng Vân. Con được chú dạy khuyên chuyện nghề, chuyện đời nhiều lắm. Con mãi nhớ ơn chú, người nghệ sĩ lớn của nền sân khấu nước nhà và tấm gương sáng soi về cách làm nghề và đạo đức khiêm tốn với đồng nghiệp và khán giả. Con xin cúi đầu tạm biệt cây đại thụ của sân khấu Việt. Với nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền, đây là một đà kích không nhỏ. Bác Diệp Lang yêu kính của con, hôm nay tại Mỹ ngày 11 tháng 3, bác đã về trời, hưởng thọ 82 tuổi. Nhớ cách đây vài tháng chúng con đến thăm, bác còn thương yêu đưa con ra tận cửa. Lần nào cũng vậy, nhưng giờ thì bác Hai Diệp Lang kính yêu của con ơi, bây giờ chúng con sẽ cùng cầu nguyện cho bác và cho gia đình con thành kính phân ưu cùng cô phong, toàn thể gia đình ta ạ.